Xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khôi Audio, chuyên âm thanh cổ, âm thanh bãi tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc tất cả anh em sẽ có một ngày thật là tuyệt vời anh em nha. Rồi trở lại với cái món hàng hôm nay, Khôi sẽ giới thiệu với anh em một đôi loa đúng chất đúng nghĩa là siêu to khổng lồ, tại vì nó to cả kích thước và cả cân nặng cũng như là model luôn nha. Đó là Diatom DS 1000C, một trong những số khá lớn trong cái dòng C rồi. Thì nói một chút về cái hãng này, này là một thương hiệu tồn tại rất lâu đời của Nhật nha. Đã sản xuất rất nhiều thành công rất nhiều dòng loa mà người chơi thường hay dùng từ là ma mị, chất âm diatom ma mị nha. Thì những người nào mà đã lỡ yêu diatom rồi thì chắc là sẽ khó mà bỏ qua nó, sưu tầm rất là nhiều nha. Thì hôm nay Khôi cũng rất là may mắn đã về được một cặp loa rất đẹp, rất tuyệt vời, zin toàn tập, zin tuyệt đối luôn nha. Thì anh em nào đang có nhu cầu để sưu tầm một cặp loa là vừa nghe và vừa bày, tại vì cái cặp này mà trưng bày phòng khách là tuyệt vời luôn anh em, không thể nào mà nó chê được nha. Rồi bây giờ thì anh em mà nào có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem kỹ đôi loa này nha. Thì đầu tiên anh em là cái lưới e căng ha, cái này zin luôn anh em nha, Khôi tháo ra rồi để quay clip cho nó tiện á nha, rất đẹp. Nhiều cặp loa về nó không còn cái này tại vì nó gãy nát mất, tại vì anh em thấy không, tại vì nó dài, nó nằm một cái thân mình dài và cái ốc nó cũng rất là cao này. Anh em thấy không, khi gài vào thì nó sẽ rất là dễ gãy anh em nào. Đây này, những cái trường hợp này là rất dễ gãy nhá. Thì cái này thì nó phải là cái người đóng hàng phải biết đóng, và cái người mà mua á, thì cũng phải dặn dò cái người đóng rất là kỹ ở bên á, tụi nó đóng mà nó không để ý nó sẽ gãy liền. Thì những cái năm trước này Khôi cũng đã ship cặp này về và cũng bị gãy cái này rồi, nên bây giờ mình có kinh nghiệm trong cái việc mà chỉ bảo cho tụi nó đóng hàng về ha. Rồi ok, đẹp anh em nha, lưới zin này, không không bể nở nha, không rách tí nào. Anh em nhìn vào cái đường nét zin này rất đẹp. Nói chung là cặp e căng có giá trị nha. Rồi đi vào cái phần loa là khá đẹp anh em, tuyệt vời ha. Khôi quay từ trên xuống dưới cho anh em xem luôn này, đó rất đẹp luôn, tuyệt vời ha. Đó mình xem từ một cái góc khác, bên hông ha, nói chung là đẹp không túp tát luôn anh em nha, không túp tát luôn đó, rất tuyệt vời. Thì cái cặp loa này có cái trọng lượng là gần một tạ, một cái là 44 kg nè, 44,5 kg nha, nên nó rất nặng, một người là bưng không bao giờ được nha. Vẫn bưng được nhưng mà nó nặng lắm, rất là dễ hư hỏng. Rồi thiết kế, về thiết kế đây nè nha, thiết kế đây, cái này là hai bát thật nha nè, hai bát thật, bát này bát 25 nha, là cột và bát 25 là gọi là dòng khủng long rồi. Hai bát thật 25, bát này là bát da chanh đây nè, da chanh gân vải nha, gân vải. Đây này còn khá mềm anh em nha, này anh em nhìn này, nhấn vào ha. Còn mình cái gân này mình không cần phải thay, mình có thể dưỡng, nhượng lại thì mình sẽ có cái dầu dưỡng gân ha. Rồi thiết kế một cái loa trung rất to này, thật sự là nếu như mà mình nghe mà mình không giảm cái tiếng tiếng trung trung xuống á là nó muốn điếc tai luôn đó, tại vì nó quá to. Cái trung trung 16 anh em nha, cả cái vị là 18 này, và một cái chép trung đôm, chép đôm ha. Thì cái điều đặc biệt đó là cái cặp loa này anh em thấy này, từ trên xuống dưới nó còn luôn cả cái chụp ốc luôn nha, cái chụp ốc luôn này, chụp con ốc á. Rất đẹp ha, có thả thử cho anh em cái này. Đây thật ra cái này nó không ảnh hưởng gì nhưng mà nó đẹp anh em, nó còn giá trị, các con ốc còn rất là mới luôn ha. Nó chụp lại nên các con ốc còn rất là mới luôn. Tương tự bên này nè, rất đẹp ha. Có nhiều cặp về những cái kiềng này này nó bị chóc hết xi nè, nhưng mà mình ship những cái cặp đẹp đồ bại về thì nó sẽ không chóc ha. Anh em để ý nhiều cặp cái này nó sẽ chóc hết nè, nó ố, nó chóc, tại vì đây là một cái lớp sơn ha. Rồi đó là về cái phần giới thiệu ha. Thì Khôi sẽ xoay cái cặp loa lại, xoay cặp loa lại để cho anh em cùng xem luôn, xem phía sau ha, để anh em thấy được cái mục đích của nó nha, tuyệt vời. Thì anh em nào mà đang tìm cái đôi này nghe nhạc vàng anh em nhé, nghe nhạc vàng rất là hay, tại vì nó là dùng gân vải và trung đôm chép đôm, nghe rất là bén luôn. Thì Khôi cũng đã thử vài lần rồi nè, ghép với Onkyo này, ghép với Yamaha này, vân vân, thì cho chất âm rất là ấn tượng nha, chất âm rất là ấn tượng. Đó, mình xem qua thêm một lần nữa này trước khi Khôi xoay lại anh em nhé, rất đẹp, rất tuyệt vời.
chung là tôi rất là ấn tượng về cặp này, tuy là nó Nhật nhưng mà chất âm nó rất là hay, chất âm rất là hay, không có khó ghép nè, chỉ cần một cái con âm ly receiver của Sansui tạo 881 thôi là đủ đánh rồi, đủ hay rồi nha. Bây giờ thì đợi Khôi để Khôi xoay nó lại nha. Rồi Khôi đã xoay nó lại nè, nó rất là nặng nè, gần 50 kg nên là không thể nào một mình vừa quay vừa xoay được, nên Khôi đã tháo bỏ máy xuống để quay đây. Rất đẹp luôn nè, như Khôi đã nói từ đầu là loa rất đẹp, vuông vức ha, không bể nở. Đó. Mà vẫn quay cho nên yên tâm ha, cặp này zin nên Khôi không có tháo ra nha anh em, không không có tháo ruột gan nó ra nha, rất là khủng khiếp. Trên YouTube cũng đã có nhiều cái clip về cặp loa rồi, nên em có thể là tham khảo ở trên đó. Rất tuyệt vời, đó. Chung là rất là xứng đáng để anh em sưu tầm. Vì anh em biết sao không, cặp loa này á, ở hiện tại 2021 rất là hiếm có. Cặp này Khôi đã về từ trong năm để bên kho á nha, chắc trong kho á, thì hôm nay đầu năm thì Khôi mới đưa ra bán nha. Thì cặp này là series nó chỉ cách nhau có hai số thôi, 14618 này, 14616 này ha. Rồi về cái thông số thì anh em thấy công suất của nó từ 50 cho tới 180W thì nó rất là dễ ghép luôn em. Âm ly xuất âm tụ 100W là đánh đủ rồi nha. Còn anh em nào mà thích nghe bass mần á thì sẽ chọn những con âm ly lớn nha. Tần số của nó từ 32 cho tới 40 Hz. Tần số này là anh em biết là cái dạ nó trầm nó xuống rất là sâu ha. Rồi. 6 ohm là loa cột, thì thường thường thì 6 ohm, tất cả các dòng đều là như vậy nha. Rồi ok, cọc loa thì mình có thể sử dụng bắp chuối hoặc là mình có thể tháo này ra này. Tháo này ra này anh em. Đó, anh em thấy trong này có cái lỗ nữa. Mình nhét dây vào. Nếu như mình sử dụng mỏ chim, còn là bắp chuối thì mình cắm thẳng vào ha. Đó, bắp chuối thẳng vào. Rồi lỗ hơi thì nằm phía sau. Ok, nói chung là cầu loa quá đẹp chứ không phải đẹp đâu, tuyệt vời á. Tại vì không túc tát mà như vậy thì được gọi là đẹp. Rất đẹp. Ok, rồi, Khôi xin phép là sẽ tạm dừng cái phần giới thiệu ở đây và sẽ báo giá. Thì cặp này thì hôm qua thì Khôi cũng đã test thử chất âm rồi nè, nó hay lắm. Một con âm ly Sansui 881 cũng đủ đánh rồi. Hoặc là anh em có 7070 dB vân vân. Nói chung là các cái con âm ly sổ sắc đánh rất là hay theo cái tiếng mộc mạc của nó nha, theo với cái dòng loa loa này. Thì cặp này hiện tại là ship rất là nhiều tiền anh em, nặng nề và mức giá nó cũng rất là cao rồi, tại vì những cái cặp loa này mà ở trên 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 kho á, mà tùy lái mà nó còn á thì nó cũng đã lên giá rồi. Hiện tại bây giờ giá nó lên 20% so với năm ngoái. Ví dụ cái cặp này năm ngoái mà nhập 18 triệu thì bây giờ nó là 19 triệu mấy rồi nè. Đó. Nên hiện tại thì nó cũng gọi là cao so với năm ngoái. Nhưng mà anh em nào có nhu cầu mà sưu tầm á thì cũng nên quan tâm ha. Thì cái mức giá 22 triệu 500 là mức giá có thể là bán ra. Anh em nào ở Sài Gòn thì phải ship, và ship thì hai người hoặc là taxi, thì cái đó thì Khôi sẽ hỗ trợ anh em ship tận nhà. Còn anh em nằm ở tỉnh á thì Khôi cũng vẫn hỗ trợ là đóng hàng hai kiện và đảm bảo nó an toàn nha. Tốn rất nhiều vật tư anh em nhé, mình phải sử dụng mua những cái thùng mút là 4 phân, và phải một là phải tháo lưới hoặc là hai là phải chèn lưới nữa để đảm bảo an toàn nhé. Rồi Khôi xin phép kết thúc cái clip ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Khôi thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ bên góc phải để mình là người thường xuyên nhận được những cái clip mới nhất mà khi Khôi đăng tải các cái sản phẩm mới lên. Một lần nữa cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày tốt lành. Rồi ta đã xa cách lâu rồi, thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi.
hai em đêm cũ người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lĩnh rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái chay. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái chay. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin